Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình là chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động tổ chức vui xuân đón Tết tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa được khai mạc. Phường Linh Đông đã khai mạc Hội Hoa Xuân Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, đồng hành với doanh nghiệp, nông dân và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo điều kiện người dân kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Với biểu tượng hoa hướng dương mang thông điệp cùng nhau vươn đến tương lai, với mong muốn địa phương sớm phục hồi kinh tế, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, với mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau. Tại phường Linh Tây, lễ hội Hoa Xuân Tết gắn với chương trình vui xuân đầm ấm, đón Tết nghĩa tình, đáp ứng nhu cầu tham quan mua sắm của người dân trong dịp Tết, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi phấn khởi. Nơi đây cũng trưng bày nhiều gian hàng của các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương nghiệp với các mặt hàng như hoa lan, hoa mai, hoa kiểng, gỗ mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và các mặt hàng thương mại khác. Các hoạt động diễn ra đến trưa 30 Tết. Còn tại phường Long Trường, tối qua khai mạc khu vui xuân năm 2024 với các hoạt động mừng xuân, mừng đảng và kỷ niệm 3 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức. Khu vui xuân là nét đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, là nơi để người dân mua sắm và tham gia những hoạt động vui xuân với hy vọng một mùa xuân đầm ấm hạnh phúc và cùng nhau chào đón năm mới an khang thịnh vượng. Khu vui xuân cũng là nơi để các nhà vườn, nghệ nhân, doanh nhân giao lưu, tiêu thụ sản phẩm nhân dịp Tết Nguyên Đán.